Hôm nay thì em Hương sẽ lên sóng cho các bác nhà mình về một mẫu xe mà trước khi mà nó lăn bánh nó phải giá tiền tỷ các bác nhé. Nhưng bây giờ giá chỉ có hơn 400 triệu thôi. Nhìn logo là các bác có thể đoán được đây là chiếc xe gì rồi đúng không ạ? Một chiếc xe phân khúc hạng sang, phân khúc hạng D, Mercedes-Benz đời 2010, số tự động đẹp. Một chiếc xe Mac E250 các bác nhé, với nước sơn màu đen đẹp. Nếu mà nói về Mac thì không cần phải nói quá là nhiều, vì các bác biết rằng một trong những dòng xe hạng sang thì Mac luôn là đứng đầu các bác nhé. Trước sau đều có cảm biến va chạm các bác này. La răng thể thao phanh ABS cả 4 bánh cho em. Xin nhan trên gương, về máy của Mac thì không cần phải bàn cãi nhé. Và đặc biệt em này là chiếc E, bản chiếc xe E250 bản Blue cao cấp với ghế này, ghế lái chỉnh điện như 3 vị trí này. Auto tự động cho em, một chiếc xe đẹp từng cm. Khi các bác sở hữu chiếc xe này, có thể đẳng cấp của các bác sẽ lên rất là nhiều phần luôn các bác này. Nhìn logo nhé các bác này, Mac này, logo này, trên vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh này, màn hình đầu đài này, có chỉnh ghế này, tắt bật cảm biến đầy đủ cho em, có nghe gọi nhé. Thật sự là một chiếc xe Mac hạng sang, phân khúc hạng D luôn là đẳng cấp khác các bác ạ, luôn là ở một cái đẳng cấp khác. Trên vô lăng này, riêng phần vô lăng các bác nhìn không, bọc thêm cái phần này sáng bong vào luôn, nguyên bản của nó như thế luôn các bác nhé. Khẩu lệnh nghe gọi này, nhìn cái hãng này quá là đẹp dài luôn. Đây là sẽ phần phanh tay của xe, thiết kế không giống như dòng xe bình thường đâu ạ. Đây là sẽ phần phanh tay nhé, kéo này sẽ là phanh tay cho em nhé. Đây, các bác nhìn đây, ốc nhái này. Nói chung là xe Mẹt thì em không nói gì về ốc nhái quá là nhiều các bác nhé. Đây ạ, ghế lái, ghế phụ đều có ghế lái, ghế phụ đều chỉnh điện. Và có nhớ ghế 3 vị trí cho em. Một chiếc xe Mẹt E2500 bản Blue cao cấp biển thủ đô Hà Nội với lúc sơn màu đen đẹp. Đèn hậu phía sau cũng là có đèn LED này, cảm biến va chạm trước và sau đầy đủ cho em nhé. Lúc sơn màu đen đẹp cho chiếc xe Max E2500 của em ạ. Bản này là bản Blue. Một dàn lốp Michelin này, cái phần la răng tất cả đều có thương hiệu của Mercedes-Benz các bác nhìn này. Lốp lắp la răng dày dặn luôn. Xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Quay chi tiết cho các bác nhà mình xem về chất lượng của xe nhé. Cột kèo keo chỉ nguyên zin luôn, một phân khúc xe hạng sang. Giá chào bán là 495 triệu cho chiếc xe Mac số tự động Mercedes-Benz này ạ. Có ghế lái là ghế chỉnh điện và nhớ 3 vị trí thì đây các bác này, ghế phụ cũng nhớ 3 vị trí cho em. 1 2 3 chỉnh điện cho em nhé. Quá là ok luôn. Logo và thông số của Mac đây, ốc nhái chưa hề bị vặn mở luôn. Một chiếc xe phân khúc hạng D, hạng sang dành cho những bác nào doanh nhân thành đạt hoặc những bác nào yêu thích sự sang trọng, khỏe khoắn mạnh mẽ này, đi cực kỳ đầm và ấm xe các bác nhé. Vừa rồi em Lê Hương đã quay qua một chiếc xe Mac xe E250 bản Blue, giá chào bán là 495 triệu. Bác nào yêu thích dòng xe phân khúc hạng D, một chiếc xe sang đắt tiền mà giá bây giờ chưa đến 500 triệu thì kết nối qua Zalo cho em nhé. 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ.